Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ báo tin vui cho quý vị và các bạn nhé. Tin vui của kênh ô tô 360 chúng tôi. Đó chính là một chiếc nút bạc mà YouTube đã gửi về cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Thì chúng tôi cũng đã đạt được một chiếc nút bạc. Đây là một chiếc nút bạc đầu tiên của kênh ô tô 360 chúng tôi đã đạt được trong thời gian vừa qua. Những anh em làm YouTube về giải trí, về văn nghệ giải trí nói chung, nếu đạt được những chiếc nút bạc hoặc những chiếc nút vàng thì không có cái gì là lạ cả, rất bình thường. Nhưng đối với những anh em làm về ô tô, nhất là kinh doanh xe ô tô, mà để đạt được một chiếc nút bạc như thế này thì cũng là một thành công rất là lớn rồi bạn nhé. Mấy năm thì tôi mới đạt được một chiếc nút bạc đầu tiên các bạn ạ. Thành tích này cũng là nhờ vào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi video đây các bạn ạ. Quý vị và các bạn theo dõi video thì quý vị và các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi nhé. Hy vọng là sang năm thì chúng tôi sẽ đón được một chiếc nút bạc nữa. Và chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu mỗi năm đạt được một chiếc nút bạc như này các bạn ạ. Đấy thì chiếc nút bạc này thì YouTube cũng đã thông báo cho tôi, gửi vào mail tôi cách đây cả một tháng rồi. Tuy nhiên là gửi từ nước ngoài về cho nên là nó cũng rất là lâu. Thì ngày hôm nay thì tôi vừa mới đem chiếc xe này, đang là định đi quay chiếc xe này đây, đi quay, đi phát trực tiếp. Thì vừa mới đi ra đến cổng thì nhận được điện thoại của anh bưu điện gọi là nhận bưu phẩm. Đấy thì tôi ra tôi nhận bưu phẩm xong cái là tôi đem ra đây. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cho quý vị các bạn xem về cái nút bạc này các bạn nhé. Đấy, bên YouTube đóng gói, đóng hộp để vận chuyển về rất là cẩn thận này. Đấy, băng dính này, niêm phong các thứ này, đầy đủ hết rồi. Đấy thì bây giờ tôi sẽ bóc cái hộp này ra cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đấy, một chiếc nút bạc này. Đấy, rất là cẩn thận luôn các bạn xem này. Đóng rất cẩn thận này. Bên trong thì có một cái thư. Đây là một cái thư mà YouTube đã gửi về cho kênh ô tô 360 chúng tôi này, thư này. Và một chiếc đây, catalog này. Đấy. Và bên trong là chiếc nút bạc đây các bạn này. Đóng gói, đóng ni lông rất là cẩn thận các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở. Đấy, chiếc nút bạc đây. Rất là cẩn thận luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc nút bạc rất là đẹp. Thì đây là một chiếc nút bạc mà YouTube đã gửi về cho ô tô 360 chúng tôi nhé. Đấy là tôi có đặt là in là ô tô 360 đây các bạn này. Đấy, ô tô 360 với 100.000 lượt subscribe. Đấy, tức là 100.000 lượt người đăng ký các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của kênh ô tô 360 chúng tôi. Quý vị và các bạn nào mà đang theo dõi video mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.